thì chị phải có mặt ở Sài Gòn rồi đấy. Dạ dạ dạ. Đó. Cho nên là nếu như anh nào mà xem ghi hình của chị mà có thích chị thì thông qua các em ở đây thì cũng phải qua với chị là ở trên điện thoại mạng thôi. Dạ. Nếu như họp thì mới có thể là gặp ở ngoài được. Dạ. Chị không phải là cái người ở ngoài, chị dạ. phải đi làm. Nói chung là quan điểm chị là đi làm là chính. Dạ. Nên mình phải có cái tiền để mà mình sống cuộc sống của mình, chứ nếu mình nói không lệ thuộc vào con. Đúng rồi, mình không lệ thuộc, mình còn cho nó mà. Dạ. Cho lệ thuộc được. Đó, cho nên là mình cái gì của mình cũng phải coi cái cuộc sống trước. Dạ. Dù mình không cần giàu cũng phải có ăn có mặc chứ, không để nhịn đói sao được, phải không em? Dạ. Đó, cho nên chị cũng không cần cái người chồng chị phải giàu quá, phải đáp ứng cho chị đầy đủ này nọ. Dạ, lời nói đầu tiên thì xin cho những chương trình kết nối yêu thương xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay chương trình kết nối yêu thương của các anh em rất là vui, rất là mừng và rất là hoan nghênh đón tiếp một người chị rất là đẹp luôn. Chị ở Kiên Giang phải không chị? Gạch Giá, Kiên Giang. Dạ, chị là phụ nữ nhưng chị đi xe máy tới chương trình để tham gia kết nối yêu thương của các anh em ở đây. Lời nói đầu tiên thì em xin cho thay mặt những anh em làm chương trình cảm ơn chị và chúc chị thật nhiều sức khỏe ha, và tìm được một nửa yêu thương của mình. Và kính thưa quý cô chú anh chị, thì bây giờ Vũ Chiến sẽ không làm mất thời gian của quý cô chú anh chị, mình sẽ đi vào câu chuyện của chị đây để tìm hiểu chị, và chị sẽ chia sẻ những câu chuyện của chị như thế nào, thì mời tất cả quý cô chú anh chị cùng theo dõi. Dạ em chào chị. Trước tiên thì chị cho em biết chị họ và tên gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu ạ? Chị tên Nguyễn Thị Bích Phượng, chị sinh năm 1963. Chị Phượng có thể nói lớn hơn cho em một tí xíu nữa. Dạ. Chị tên Nguyễn Thị Bích Phượng, chị sinh năm 1963, năm nay 60 tuổi. 60 tuổi, chị đến từ Rạch Giá. Dạ, chị đến từ Rạch Giá, Kiên Giang. Dạ. Rồi, thì Vũ Chiến cũng cảm ơn chị rất là nhiều, chị Phượng rất là nhiều đã đến tham gia chương trình của mấy anh em ở đây. Dạ, thì bây giờ Vũ Chiến xin phép chị cho em hỏi về cái cuộc hôn nhân của mình á. Nó lý do sao mà nó bị đổ vỡ hay chị ha? Ngày xưa thì lúc đó mình còn trẻ, mình mới có 18 tuổi thì mình dân An Giang. Dạ. Nhưng mà người chồng của mình thì dân Kiên Giang. Kiên Giang, dạ. Mai mối thì quen nhau, nhưng mà khi đi về thì người chồng mình nói chung là có cái bệnh mà say xỉn đó, sáng say chiều xỉn đó. Dạ. Cho nên là mình không có hợp. Tức là cái dạng ghiền rượu. Ghiền rượu. Năm 18 tuổi chị đi lấy chồng. Dạ. Rồi tới năm bao nhiêu tuổi chị mới ly dị? 19 tuổi ly dị. Chỉ có tròn 1 năm thôi. Đúng rồi. Cuộc tình trọn vẹn 1 năm. Tới 19 tuổi. Đó, 1 năm thì không đúng 14 tháng. Dạ. Đó, nhưng mà cũng trong năm 19 tuổi, tại vì đầu năm 18 tuổi chị lấy chồng thì tới giữa năm 19 tuổi là chị thôi. Dạ. Thì khi đó chị sinh một đứa con mới 3 tháng rưỡi. Rồi bây giờ con của chị sống với ai từ khi mà mình ly dị á? Lúc đi vậy thì chị nuôi con. Nuôi con. Vì ngày xưa cũng không có làm giấy kết hôn cho nên cũng không có nói là ly dị. Dạ. Mà chị không thích, rồi chị về bên nhà mẹ ở. Dạ. Rồi chị nuôi con chị được 4 tuổi thì chị khi đó bà mẹ bà cũng qua đời. Dạ. Thì mình cũng không có khả năng để mình nuôi con mà mình vừa đi học nghề. Dạ. Cho nên mình mới gửi về cho bà nội nuôi. Dạ. Thì hiện tại bây giờ thì bà nội nuôi đứa con của mình tới lớn là cũng có vợ có con, có cháu nội đàng hoàng hết. Con chị bữa nay bao nhiêu tuổi? Con chị năm nay 42 tuổi. 42 tuổi. Mình khi tham gia chương trình này con chị có đồng ý không? Nói chung thì con chị nó không có ý kiến gì hết. Dạ. Tại vì nó cũng không có sống chung với mình. Dạ. Nhưng mà mẹ con thì một năm chỉ gặp nhau có 1-2 lần, thì khi nó cũng thấy mình độc thân thì nó cũng nói sao mẹ không lấy chồng. Dạ. Thì chị cũng nói là không có gặp người vừa ý thì làm sao mà lấy chồng. Dạ. Trong khi ba thì thôi, vợ có 3 năm rồi, ba đã có vợ khác. Dạ. Cũng có 2 đứa con rồi, ba cũng mất luôn. Dạ. Đó, vậy là ảnh vợ ảnh cũng mất luôn. Dạ, mất 10 năm rồi. 10 năm, dạ. Dạ thưa chị, thì đây là chương trình của tụi em, phải bắt buộc hỏi chị câu này ha. Dạ. Dạ, khi chị đến tham gia chương trình này thì nãy giờ những giấy tờ thủ tục là chị cũng đã làm rồi, chẳng hạn như là giấy ly hôn đồ chị cũng có rồi. Dạ. Rồi căn cước công dân thì, nhưng ở đây tụi em nhắc lại chị một cái nữa là khi tụi em quay hình này rồi tụi em đăng clip lên thì chị không có quyền yêu cầu là tụi em sẽ gỡ clip hoặc là xóa clip, chị có đồng ý không? Đồng ý. Chị đồng ý tụi em mới ghi hình, còn không đồng ý tụi em không ghi hình. Dạ. Đó là một điều mà anh em ở đây làm bắt buộc nhân vật lại tới đây là đều phải có cái điều kiện đó. Mà quay xong cái về không biết buồn vui làm sao ấy.
nó kêu mấy anh em gỡ clip xuống rồi tội cho tụi em. Dạ dạ chị là bà làm chuyện đó. Dạ à, dạ thưa chị thì em phải hỏi chị thêm một câu này nữa nè. Lúc mà mình năm 19 tuổi mà mình đi thôi chồng á, lúc đó tuổi xuân mình nó đang là tuổi xuân phải không? Mà rồi chị có một mối tình nào khác nữa không? Có chứ. Dạ. Nói không có thì không đúng. Nó không có không đúng, đúng chị rồi. Có mối tình 10 năm lần đó. Mối tình 10 năm. Nhưng mà không thành. Và tại vì anh đó còn con trai, chị thì có chồng, có gia đình, có đứa con. Thì như là mẹ anh đó không chịu. Gia đình bữa đó không chịu. Dạ, mà mình vẫn cố gắng để dạ. thời gian coi người mẹ có thay đổi không. Dạ. Mà trải qua 10 năm. Cho nên khi 10 năm đó, trong thời gian 10 năm đó mình đâu có tìm một người đối tượng nào khác được. Dạ. Là lúc đó mình đã 30 mấy tuổi. Mình... Anh đó cũng vẫn chung thủy với chị 10 năm. Đúng rồi, tại vì hai người cố gắng để chờ đợi người mẹ chấp nhận mà. Nhưng mà kết quả nó không được kết như ý muốn. Kết quả không được là tại chị không cố gắng nổi nữa. Dạ. Nên là chị dừng lại. Dạ. Thì dừng lại 6 năm sau thì anh đó mới cưới vợ. Dạ. Đó, rồi chị thì tới giờ không mới chồng được. Dạ kính thưa. Là lý do là cũng không tìm ai được giống như anh đó. Dạ. À, thứ hai này, cái thứ ba nữa là chị khi chị bước vô cái công chuyện làm ăn chị thì chị cũng không có giao tiếp với xã hội được. Dạ. Và chị không có điều kiện để gặp những cái đối tượng để dạ. mình lấy chồng. Dạ. À, cho nên từ chỗ đó chị mới nhờ tới chương trình. Dạ. Dạ kính thưa quý vị thì chị Phượng mới vừa tâm sự với chúng tôi. Đó là một câu chuyện buồn thưa quý vị. Một câu chuyện buồn, một câu chuyện hai người yêu nhau 10 năm mà gia đình không chấp nhận. Nên đành phải chia tay trong cái sự tiếc nuối, cái sự mà mình còn yêu nhau á, chia tay nhau. Lúc đó chị buồn không? Buồn chứ. Dạ. Chung bây giờ người chồng mà mình không có buồn bằng người tình. Người tình. Dạ. Cho nên là mình cũng không muốn nhắc lại. Không nhắc lại. Tại vì lên chương trình mình mới nhắc lại. Dạ. Thậm chí tới giờ cũng có rất nhiều kỷ niệm. Dạ. Dạ kính thưa quý vị thì vũ chiến không phải là không phải khơi lại để cho nhân vật chúng ta rơi nước mắt đâu thưa quý vị. Nhưng đó là một câu chuyện rất là buồn, ai cũng không mong muốn. Và câu chuyện đó thì bây giờ tiếp nối lại một câu chuyện khác nữa đây nè. Một câu chuyện cuộc tình dang dở cho đến bây giờ thì chị vẫn chưa có được một cái người mà đầu ấp tay gối, những người mà săn sóc lúc mà tuổi mình về chiều á. Thì bây giờ hôm nay chị lại đến với chương trình của tụi em để tìm một nửa yêu thương. Dạ chị ơi, bây giờ em hỏi chị vậy ha. Công việc của chị là cái gì mà em thấy chị rất là đẹp luôn á? À, công việc của chị là nói chung hồi trước thì chị làm thợ ống tóc. Dạ. Yeah. Chị làm thợ ống tóc tới 20 năm. Dạ. Yeah. Tới năm chị 45 tuổi thì chị mở tiệm. Dạ. Yeah. Chị làm chủ thì được đâu 3-4 năm thì chị thấy không ổn. Dạ. Yeah. Cho nên chị mới qua làm công việc tự do. Dạ. Yeah. Tự do rồi sau này chị thấy công việc giúp việc nhà nó cũng ổn định. Dạ. Cho nên là chị mới làm 12 năm. Bây giờ phụ việc nhà cho dạ, ở thành phố gì chị? Chị làm và chị ở trong nhà ta luôn. Ở thành phố hả? Ở thành phố hả? Dạ, dạ. Cho nên là từ khi mình đi mấy, về không mấy anh em ơi, mấy anh em cho mấy anh em cho Chiến xin cái miếng khăn giấy đi. À, khăn giấy. Dạ. Ai mà ngồi nói chuyện với Vũ Chiến chút xíu là lại phải có tí nước mắt. Để cho chị tôi dạ được. Dạ thưa gì các bạn thì đó cho chị lau miếng nước mắt tí đi cho nó chị tôi đẹp tí xíu. Dạ. Để khi nhắc lại chị nhớ. Dạ. Dạ đó là một câu chuyện mà đã qua rồi hen chị ha. Bây giờ mình tiếp nối câu chuyện mới nè. Bây giờ chị đến chương trình tụi em á, chị cần một mẫu người đàn ông như thế nào chị ha? À, mẫu người của chị thì cũng chẳng gì thôi. À, chị thích một người đàn ông tại vì chị cao 1m55 mà 1m55 cho nên người đàn ông thì thấp nhất cũng phải 60 dạ. À, 1m60 sạch sẽ dạ. Dễ nhìn dạ. Không muốn cần đẹp trai dạ. Cũng không muốn cần sáu múi gì hết dạ. À, cái người đó phải có một cái công việc để làm dạ. Để mà nuôi sống cái bản thân ảnh dạ. Chứ cũng không cần nuôi sống con trai chị. Vậy là chị cần một người không giàu à, chị không đẹp trai, không dạ. cần sáu múi, chỉ cần ưa nhìn chút xíu rồi, là được thôi. Sạch sẽ, quan trọng là sạch sẽ. Dạ, có độ tuổi chị, độ tuổi khoảng nhiêu hả? Độ tuổi thì nếu bằng tuổi chị càng tốt. À. Chị rất thích cái người đàn ông đó bằng tuổi chị 60. Bằng 60. Đó, tuổi mẹ quá. 60 năm cuộc đời. Rồi, còn nếu thấp hơn thì thấp 2 tuổi thôi. Dạ. Còn nếu cao lắm là khoảng 70 đổ lại thôi. Dạ. Còn không cao nữa, ngoài cao, 70 cao nữa, được. Cao nữa. Ba cao nữa, lớn sao, lớn nữa người ta ông ta bỏ chị ở lại chị phải kiếm ông khác kiếm nữa đó cái đó là chứ rồi chứ không
chị đến đây là thật sự là chị tìm tình yêu, dạ. Chị tìm sự thông cảm và sự chăm sóc cho nhau lúc tuổi già, dạ. Lúc đau ốm, chứ khỏe thì ai cũng làm để, dạ, sống được mà, phải không? Nhưng mà khi bệnh hoạn đau ốm thì làm sao đây? Dạ. Đó, trong khi mình độc thân không còn không cháu, dạ. Có con cháu nhưng không ở chung được, dạ. Chứ không phải là không có, nó không có thì không đúng. Tại vì con, dạ, của chị cũng có gia đình rồi, dạ, cũng phải lo cho vợ nữa, dạ. Còn quay lại lo cho mẹ nữa thì tội nghiệp con, dạ. Không ở chung nữa, dạ. Cho nên là chị chỉ cần vậy thôi, dạ. Còn ở vấn đề nếu như mà mình may mắn mình gặp được một anh nào đó, anh có nhà cửa, anh có cuộc sống ổn định thì mình về mình sẽ làm phụ giúp gia đình, dạng nội như trợ. Là mình làm nội trợ, dạ. Còn nếu ảnh công việc của ảnh không có thể nào nuôi mới mình thì mình sẽ đi làm, dạ. Vợ chồng cùng sống dư giả ra để dành lúc đó, dạ. Còn ảnh có nhà thì mình về mình ở chung, còn mình không có nhà thì mình mướn nhà trọ hay mình, dạ, ở phòng trọ thôi, dạ. Đâu có gì đâu, chuyện đó bình thường, dạ. Tại vì trước giờ chị có cái nhà chị cũng bị giải tỏa là chị cũng bán rồi, tới giờ công việc của Vu chị không mua lại được rồi, bây giờ đắt lên mắc quá muốn nổi luôn, dạ. Đó thì cho nên là mình cũng ở phòng trọ, thì bây giờ mình gặp anh đó anh ở phòng trọ cũng được thôi, dạ. Có gì đâu mà đó giờ ở được, tại sao bây giờ ở không được. Chị lên thành phố Hồ Chí Minh thì là chị thuê nhà trọ hả? Không, chị ở trong nhà chủ, ở trong nhà luôn, cô chủ luôn. Bởi vì chị mới nói là công việc của chị không có giao thiệp ở ngoài đó, đúng rồi, đó. Đúng rồi. Mười mấy năm hả chị ha, mười mấy năm hả? Mười mấy năm chị không có quan hệ giao thiệp ở ngoài được, à, tại con. Vì mình đi làm trong nhà người ta mà, em vô ra em giao thiệp bạn bè quá, tao không đấu thích. Đúng rồi. Thấy, dạ, không? Mình cái công việc của mình phải biết chứ. Dạ. Thì lâu lâu về chị xin về chơi nghỉ phép, bởi chị nói là chị về được có 2-3 ngày phép. Nhưng mà giờ mình vẫn còn làm hả chị ha? Vẫn còn làm. Dạ. Thì chị phải có mặt ở Sài Gòn rồi đấy. Dạ dạ dạ. Đó. Cho nên là nếu như anh nào mà xem ghi hình của chị mà có thích chị thì thông qua các em ở đây thì cũng phải qua với chị là ở trên điện thoại mạng thôi, dạ. Nếu như họp thì mới có thể là gặp ở ngoài được, chứ, dạ, chị không phải là cái người ở ngoài, chị, dạ, đi làm. Nói chung là quan điểm chị là đi làm là chính, dạ. Thì là mình phải có cái tiền để mà mình sống cuộc sống của mình, chứ nếu mình nói không lệ thuộc vào con, đúng, dạ, rồi, mình không lệ thuộc, mình còn cho nó mà, dạ, lệ thuộc được đó. Cho nên là mình cái gì cũng mình cũng phải coi cái cuộc sống trước, dạ. Dù mình không cần giàu cũng phải có ăn có mặc chứ, không lẽ nhịn đói sao được, dạ, không em, dạ. Đó cho nên chị cũng không cần cái người chồng chị phải giàu quá, phải đáp ứng cho chị đầy đủ này nọ, chị không cần thiết, chị chỉ cần tình cảm, cần tình cảm, chỉ cần rồi. một người biết lo chăm sóc, dạ, cảnh, dạ, đúng rồi, chứ đúng chị rồi. Thì không có lo chảnh nổi, tại vì chỉ cần một người sáng tối có nhau, đúng rồi, dạ. Chứ còn má mà chị khi một kiếm một người chồng về để chị nuôi là chị không có cái đó, đó. Ừ. Không thì phải về hợp tác với nhau, chứ chị phụ nữ không lẽ chị đi nuôi đàn ông, đúng rồi, không em, dạ. Đó cho nên là chị nói cái sở thích của chị, cái yêu cầu của chị về đàn ông thì rất là dễ, dạ, nhưng mà cũng không dễ, cũng không dễ, à, cái người đàn ông mà chị muốn tìm sau này chị là người đó phải có hai chữ, một là chữ nhân, hai là chữ tính, dạ. Tức nhân là nhân cách, nhân cái nhân cách anh đó phải tốt thì, dạ, ảnh tốt thì ảnh mới, nhân cách ảnh tốt thì ảnh mới tốt với mình được, dạ đúng rồi, rồi chữ tính là chữ sao, ảnh làm ăn ảnh có uy tín quy thì ảnh mới có tiền, ảnh lo được cho mình, ảnh lo cho bản thân ảnh, dạ. Còn cái người mà không uy tín thì làm sao mà làm ăn được gì, phải em, cho, dạ, nên là chị chỉ chọn hai chữ đó thôi, còn ảnh có tiền hay không không là vấn đề. Tiền thì hôm nay ta không có, đúng ngày rồi, mai ta có, sau 4:30 chiều chưa biết ai giàu hơn ai, đúng rồi đó, cho nên rồi chị bây giờ ha, bây giờ em cướp lời chuyện cái nè. Bây giờ chị yêu cầu người đàn ông của mình như thế nào? Chẳng hạn như có uống rượu hút thuốc gì không? Uống rượu là chị chạy đấy. Chạy, em biết. Đúng. Em biết. Nhưng mà, dạ, không phải không cấm không cho uống luôn. Dạ. Ví dụ như bạn bè lâu lâu gặp nhau. Dạ. Chị cũng có thể uống một hai lon mà. Ở đi tiệc tùng. Đúng rồi, tiệc tùng. Đó, anh em lâu lâu gặp nhau thì được. Chứ mà rượu ghiền là thua. Rượu ghiền là thua. Chứ cái đó là cái giao thiệp của xã hội mà. Dạ. Cái người đàn ông làm ăn mà không cho uống ly rượu, dạ, nữa thì làm sao mà làm, dạ, ăn. Thấy không? Mà không làm ăn cũng phải có bạn bè, dạ, đúng cũng rồi, có phải có anh em, dạ. Cho nên chị không cấm chuyện đó, dạ. Thì chị thích cái người không hút thuốc, mà nếu, ừ, như lỡ gặp anh đó hợp quá anh cũng không sao, đâu, bắt quá là em chị kêu hút ít là chút, dạ, đó, cũng, dạ, được. Còn ăn uống thì chị nấu ăn giỏi, à, chị nấu ăn đó, giỏi, chị nấu cho anh ăn được, dạ. Dạ kính thưa vị, tại sao chị lại nói chị nấu ăn giỏi? Tại vì chị đi làm cho đúng cho rồi, ta đó. Hồi xưa chị làm thợ ống tóc giỏi luôn, dạ, chị cũng đi mặn cái này là chị giỏi, dạ, nấu ăn luôn, dạ. Đó. Thì bây nấu giờ ăn là nấu ăn giỏi cho gia đình nha, chứ không phải thể nấu, dạ đúng rồi, để không đơn, mình để gọi nấu, là mình nấu mình nấu ăn ngon á, dạ, để nấu ăn ngon, dạ, tức là mình nấu ăn gia đình rất, dạ, ngon, tại vì em làm giúp nhà em nấu ăn gia đình không ngon người ta đâu muốn mình, dạ đúng rồi. Dạ kính thưa quý vị, thì phải nói là chị rất là chân thành, chị rất là
phải nói là lịch sự, chị rất là duyên dáng, chị rất là dễ thương. Và kính thưa quý vị, có những người lên chương trình á, cái công việc của họ giống như công việc của chị á, người ta không nói đó. Có gì đâu không nói. À, người ta lại nhà chị Mai lao động nó chân chính mà. Nó người ta lại người mình ta lại nói dạ. Thì người ta hiểu thông cảm dạ. Chứ. Bởi vậy mấy anh em ở đây làm chương trình rất cần cái người như chị. Đến chương trình phải thật, cái gì cũng phải thật hết dạ. Để mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình thì trước tiên mình lên chương trình mình phải thật trước cái đúng đi rồi. Dạ. Mình muốn người ta thật thì mình phải thật em. Dạ. Phải không? Rồi chị ơi, bây giờ hang em hỏi chị thêm cái này nè. Bây giờ em thấy chị là nó cũng khá là hoàn hảo rồi đó. Mà bây giờ em hỏi thêm cái này nè. Bây giờ chị có thể cho cái chương trình biết á, là về cái mặt ưu điểm của mình và cái mặt khuyết điểm của mình ha. Ưu điểm của chị là dạ. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Chị làm cái gì là chị phải làm cho được. Dạ. Chứ nhưng mà chị muốn cái gì là chị phải làm, nhưng mà chị thích cái gì cũng vậy, chị phải mua cho được, mà chị phải mừng, chị lấy tiền của chị ra chị mua. Dạ. Chứ chị không cần xin ai. Đó dạ. Là chị chưa biết xin tiền con hay là xin cha mẹ, bạn dạ. Bè gì hết. Còn nếu như mà khi mà chị đã mượn tiền ai rồi, chị nhớ ơn người đó suốt đời. Dạ. Cái mạnh của chị là vậy. Dạ. Với lại chị tự hào là chị chỉ nuôi bản thân chị chứ không ai nuôi chị từ đó dạ. Tới giờ. Còn cái khuyết điểm của chị là chị hay khóc. À. Thứ hai nữa là chị khoái đẹp. Em thấy nãy giờ biết luôn, em biết luôn. Là cái khuyết điểm của chị cho nên chị cũng hơi tốn tiền. Dạ. Chị phải đẹp. Nó là khuyết điểm của chị biết. Dạ. Nhưng mà tại vì cái sở thích nó vậy rồi. Dạ. Em biết làm sao. Cho nên thì em phải đẹp thì em phải đầu tư tí chứ. Dạ đúng rồi. Đó, dạ. Thì đầu tư thì phải tốn tiền. Tốn tiền. Nó như mà tiền chị làm ra cho dạ. Nên chị đầu tư chị không dạ. Chứ khi mà mình có chồng có con hay là gì đó thì mình cũng phải hạn chế cho mình lại. Hạn chế tại lại. Bây giờ mình không có được con cái thì mình thích thì mình làm cái đó, cũng như là cái sở thích của chị để dạ. Cho chị ăn ủi tới lúc chị cô đơn đó dạ. Là chị làm đẹp. Dạ. Đó. Nhưng mà cái chồng là chị sẽ hạn chế thì hạn nó chế lại. Lại. Dạ đúng rồi. Rồi. Tại vì cái chồng đẹp quá thì cũng cái gì chồng giàu nó gì chồng nghèo rồi thì cứ lo làm đẹp không được để như khổ. Dạ. Đó. Nhưng mà chị hạn chế thôi chứ còn chị ra đường là phải sạch sẽ. Đúng rồi. Đó. Dạ. Người chồng của chị cũng phải sạch sẽ chứ còn ấy là chị cũng chịu đó. Bởi vậy tụi em rất là khuyến khích những người lên chương trình là phải sạch sẽ. Đúng rồi. Mình đúng rồi, phải đẹp vậy nè, phải đẹp vậy nè. Đó. Mình lên đây là cả mình hàng triệu người mình, mà mình cũng làm đẹp cho mọi người luôn. Dạ đúng rồi, cả hàng triệu người xem chứ phải có một mình em với chị đây đâu. Dạ. Mình phải đẹp tí xíu. Đúng rồi. Ai lên chương trình nếu đàn ông mặc áo sơ mi trắng bỏ quần là rất là đẹp rồi. Dạ. Còn phụ nữ nên cho chút tí son tí phấn chí dạ. Tí rồi chị ơi, bây giờ em hỏi chị thêm này nữa ha, bây giờ chị có cái sở trường hoặc là sở thích gì không? Thì sở thích của chị là phải làm đẹp đó. À rồi cái sở trường mình á, giống như sở trường là ca hát là gì không? À, ca hát chị thích ca hát lắm à. À. Đây là chị đi karaoke hoài à. À. Cái quán hát cho nhau nghe đó. À chị lại thích dòng nhạc nào? Cái gì chị cũng thích à. Nhưng mà nhạc buồn chị cũng thích, mà nhạc đềm mít chị cũng thích. À. Nói chung thì nhạc buồn thì chị hát rất có hồn. À. Chị... Nhạc đềm mít thì chẳng qua là vui vui thôi. Chị có hát cổ được không? Cổ thì chị hát hồi nhỏ chị hát được, mà bây giờ chị không thích mấy. À, dạ kính thưa quý vị, thì đang ngồi trước mặt quý vị đây, phải nói vũ chiến này giờ chị rất là xinh đẹp, chị giống như một nghệ sĩ hải ngoại á. Bây giờ chị có thể đến với chương trình tụi em, chị có thể hát một đoạn nhạc nào đó chị thích không? Nhạc thích rất nhiều lắm, nhưng mà à. Nhạc cái không có thuộc bài thì tôi hát một đoạn thôi, đoạn nào á? À một đoạn thôi phải không? Dạ. Thì bây giờ mình hát nhạc hải buồn tí nha. Dạ dạ. Trong đôi mắt anh em là tất cả. Hoàng Dũng. Là nguồn vui, là cuộc sống em dấu yêu. Em ước gì gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai. À, bài hát ý nghĩa quá bài hát ạ. Anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và yeah. Em chưa thuộc về ai. Yeah. Hay quá. Hay. Đoạn thôi thưa vị. Nhưng mà chị hát rất là hay. Tại vì cái thì lúc này chị đang bệnh đó chứ chị. Dạ chị hát rất là hay. Chị phát âm á thưa vị á, chị phát âm ra cái từ nó tròn. Và cái giọng của chị rất là hay. Dạ thưa vị. Lý do là chị đến đây chị tham gia chương trình. Dạ thưa vị á, ngồi trước ống kính, ngồi trước màn hình nó sẽ có một cái điều gì đó làm chúng ta nó phải ngại ngùng tí xíu. Dạ. Nên chúng ta không có được thoải mái, nên có khi dùng cái lời nói hoặc cái tiếng hát nó cũng không được hay. Dạ. Dạ. Quý vị cũng thông cảm ha. Rồi bây giờ tiếp tục chị em mình lại câu chuyện của chị nữa đi ha. Dạ. Bây giờ nếu mà chị tìm được một nửa yêu thương rồi chị có nghĩ công việc của chị không hay là vẫn tiếp tục làm? Nếu mà mình có gia đình thì mình
chắc mình nếu mình còn làm thì mình cũng phải chọn tự do hơn là mình phải đi làm mà mình về nhà. Dạ. Gia đình chứ mình đâu ở nhà đâu luôn gì. Dạ đúng rồi thôi. Hoặc là có thể là chị sẽ mở ra buôn bán không chừng. Phương, Phương. Có thể là chị sẽ mở một quán cà phê nhỏ nhỏ. Dạ. Bán ở nhà với gia đình chứ nếu mình có chồng mà mình ở trong nhà người ta luôn thì không được em. Đâu không được đâu. Cho nên dạ. Bây giờ chị cũng đang cố gắng đi tìm một mối dốt. Dạ. Sau này mà chị có lập gia đình mà nếu anh chồng chị nghèo quá ảnh không có gì thì mình mới mở ra mình làm ăn. Dạ. Còn ảnh thì làm việc của ảnh. Dạ. Để mà vợ chồng mình chung sống với nhau. Dạ. Cho nó thoải mái. Dạ. Đó. Vì dư giả thì để dành lúc đó. Dạ. Lúc mằng thất nghiệp. Dạ. Ví dụ vậy. Đó. Chứ còn có chồng mà vẫn đừng làm cho nhà người ta thì cũng không được. Đúng không được. Dạ. Thì nói chung mình cũng phải tạo điều kiện để mình làm ăn. Dạ. Chị có chọn người người đàn ông là dùng ngoài chị chọn chị chịu không? Chị chỉ không thích ra Bắc thôi. Không thích ra Bắc. Trung cũng được. Người Trung cũng người được. Người Nam cũng được, mà những người Nam còn tốt. Tại dạ. Người Nam với người Nam thì nó hợp với vấn đề ăn uống rồi hơn. Dạ đúng rồi. Đó. Dạ. Tại vì chị làm chị biết với anh chồng khác dùng người ăn cũng hơi khác nhau. Dạ đúng rồi. Đó. Dạ. Thì nếu mà hợp thì cũng được, chứ không phải được nhưng mà chị không thích ra Bắc thôi. Em tuy rằng em nhỏ tuổi một tí nhưng cái này em không phải khuyên chị ha. Nhưng mà công nhận cái tình yêu nó là một cái gì đó. Nó khiến cho người ta phải giống như người ta bỏ hết tất cả. Yeah. Giống như bây giờ tôi yêu anh mà cho dù anh ăn mặn tôi cũng phải ăn mặn theo. Thì đúng rồi. Anh ăn ngọt tôi phải ăn ngọt theo. Dạ. Cho nên là nếu mà hợp cái vấn đề ăn uống thì nó dễ chịu hơn. Dạ. Còn nếu như không thì mình cũng phải tùy thuộc theo cái người chồng mình thôi. Dạ. Đó. Cho nên là chị nói là nếu như mà người Trung thì cũng được mà người Nam thì nó thoải mái hơn cái vấn đề ăn uống. Dạ. Đó. Rồi một lần nữa thì em cảm ơn rất là nhiều. Chị đã đến tham gia chương trình của tụi em và chuẩn bị kết thúc video tại đây thì chị có câu nào để nhắn gửi tới những người xem clip, những anh chàng nào mà muốn tìm hiểu chị đó, chị có nhắn nhủ những câu nào chân thật nhất không? Dạ thôi vậy trước nhất mình chào tất cả trên cộng đồng mạng và những người xem video trong nước và ngoài nước. Dạ. Nếu như mà có xem chương trình của chị lên ghi hình đây thì dạ. Nếu mà thích chị thì nhắn gửi lại với lại chương trình. Dạ. Để mà kết nối với chị. Dạ. Chị cũng hy vọng là cái video clip này cũng gửi đến mấy anh được nhiều mấy anh cảm ơn. Dạ. Dạ để chị cũng có thể kiếm được một nửa yêu thương để mà sống sau này tuổi già em. Dạ. Bây giờ cũng 60 rồi. Dạ. Cho nên mới sợ chứ nếu còn trẻ chứ không sợ đâu. 30 năm về trước là ta chưa dạ, sợ đâu. Không sợ dạ. Đâu. Đó thì cho nên là cũng thiệt tình. Dạ. Thì những gì mình muốn thì mình cũng đã nói hết. Dạ. Thì với anh nào thông cảm thì có những giống như những cái nhu cầu của chị. Dạ. Thì kết nối lại chương trình với chị. Dạ. Chị cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ kính thưa quý vị thì khi mà mấy anh em đăng clip lên thì những chú những anh nào bằng tuổi với chị đây hãy cứ mạnh dạn gọi điện cho chương trình, chúng tôi đây sẽ cho số điện thoại của chị và hai người tìm hiểu nhau để chúng ta cùng chia sẻ cái vị ngọt vị bùi của cái quãng đời còn lại để hy vọng rằng cái cuộc sống của chúng ta nó tốt đẹp hơn và nó vui hơn để không ai mà phải có một giọt nước mắt nào rơi giống như chị rơi hồi nãy ha thưa quý vị. Và kính thưa quý vị thì chương trình hôm nay cũng cảm ơn chị rất nhiều đã đến tham gia và chúc chị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Và chương trình của tụi em xin phép tạm dừng ở đây. Dạ cảm ơn chị rất nhiều. Bye bye. Dạ.